Tại hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, sau 27,5 ngày làm việc, kỳ họp đã xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự luật khác. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác. Cử tri huyện Tây Giang bày tỏ vui mừng trước các kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đạt được. Cử tri huyện Tây Giang bày tỏ lo lắng trước tình trạng rừng phòng hộ liên tục bị xâm phạm, đề nghị các cấp có biện pháp quyết liệt hơn nữa để bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, cử tri cho rằng mức hỗ trợ xóa nhà tạm hiện nay là quá thấp, đa số các hộ gia đình tại Tây Giang còn khó khăn, không thể đối ứng được nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình, đề nghị các cấp nâng mức hỗ trợ xóa nhà tạm. Ngoài ra, các cử tri Tây Giang cũng đề nghị các cấp quan tâm, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường liên huyện, liên xã để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của bà con.